tôi là cả đời không xem báo chí không xem truyền hình không có điện thoại người ta tặng điện thoại cho tôi tôi đều bỏ hết đó là gì vậy đó là ma không phải là thứ tốt làm cho bạn ngày đêm không yên chỉ có biết ơn thì họ mới biết báo ơn người bây giờ không biết ơn cho nên họ không có biết báo ơn là việc cần phải làm tại vì sao họ không biết ơn vì không có người nói với họ điều trước tiên là ơn cha mẹ không có ai nói với họ con cái và cha mẹ thường đối đầu với nhau không có ai dạy họ học trò và thầy cô thầy cô cho chúng ta pháp thân huệ mạng ơn đức như của cha mẹ không biết báo ơn cho nên sẽ không có thầy cô tốt không biết hiếu kính cha mẹ cho nên cũng sẽ không có cha mẹ tốt cha mẹ không có làm hết trách nhiệm của cha mẹ đứa trẻ từ nhỏ cái gì cũng không có học được. Nó học cái gì? Những đứa trẻ thời này mỗi ngày không rời khỏi TV, không rời khỏi mạng internet. Mạng internet và TV về chúng nó những gì? Về chúng nó giết cướp dâm vọng. bạn tánh chúng nó vốn là hiền lành không có ai dạy chúng nó những thứ mà chúng nó tiếp thu toàn là mặt xấu những gì chúng nó nhìn thấy nghe thấy tiếp xúc được chỉ toàn là mặt xấu chúng nó đều học hết từ nhỏ đã học nên ăn sâu vào đầu khi trưởng thành không dễ dàng sửa đổi nhưng chúng ta tin tưởng nhân tánh vốn thiện lành diễn đàn giáo dục truyền thống ở các nơi của trung hoa đã triển khai đích thực có thể cứu được không ít thanh thiếu niên chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của diễn đàn này mới hiểu được có người sống ở trên đời Cần phải hiếu kính cha mẹ Cần phải tôn trọng thầy cô Phải tôn trọng trưởng bối Đây là đạo lý cơ bản để làm người Đất nước Trung Hoa Mấy ngàn năm trước Tổ tiên nhiều đời giáo dục đời sau ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức chúng ta tổng kết bốn môn này thì là mười hai chữ mười hai chữ này có thể làm được thì đó chính là thánh hiền quân tử tôi là cả đời không xem báo chí không xem truyền hình không có điện thoại người ta tặng điện thoại cho tôi tôi đều bỏ hết đó là gì vậy đó là ma không phải là thứ tốt làm cho bạn ngày đêm không yên chỉ có biết ơn thì họ mới biết báo ơn người bây giờ không biết ơn cho nên họ không có biết báo ơn là việc cần phải làm tại vì sao họ không biết ơn vì không có người nói với họ điều trước tiên là ơn cha mẹ không có ai nói với họ con cái và cha mẹ thường đối đầu với nhau không có ai dạy họ học trò và thầy cô Thầy cô cho chúng ta pháp thân huệ mạng. Ân đức như của cha mẹ, không biết báo ơn cho nên sẽ không có thầy cô tốt không biết hiếu kính cha mẹ cho nên cũng sẽ không có cha mẹ tốt cha mẹ không có làm hết trách nhiệm của cha mẹ đứa trẻ từ nhỏ cái gì cũng không có học được. Nó học cái gì? Những đứa trẻ thời này mỗi ngày không rời khỏi TV, không rời khỏi mạng internet. Mạng internet và TV về chúng nó những gì? Về chúng nó giết cướp dâm vọng. bạn tánh chúng nó vốn là hiền lành không có ai dạy chúng nó những thứ mà chúng nó tiếp thu toàn là mặt xấu những gì chúng nó nhìn thấy nghe thấy tiếp xúc được chỉ toàn là mặt xấu chúng nó đều học hết từ nhỏ đã học nên ăn sâu vào đầu khi trưởng thành không dễ dàng sửa đổi nhưng chúng ta tin tưởng nhân tánh vốn thiện lành diễn đàn giáo dục truyền thống ở các nơi của trung hoa đã triển khai đích thực có thể cứu được không ít thanh thiếu niên chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của diễn đàn này mới hiểu được có người sống ở trên đời Cần phải hiếu kính cha mẹ Cần phải tôn trọng thầy cô Phải tôn trọng trưởng bối Đây là đạo lý cơ bản để làm người Đất nước Trung Hoa Mấy ngàn năm trước Tổ tiên nhiều đời giáo dục đời sau ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức chúng ta tổng kết bốn môn này thì là mười hai chữ mười hai chữ này có thể làm được thì đó chính là thánh hiền quân tử tôi là cả đời không xem báo chí không xem truyền hình không có điện thoại người ta tặng điện thoại cho tôi tôi đều bỏ hết đó là gì vậy đó là ma không phải là thứ tốt làm cho bạn ngày đêm không yên ngày nay mọi người tu đạo gì? Tù tham sân si mạng nghi năm đạo này nghiên cứu cách tham thế nào, làm thế nào tham tài được nhiều mới có thể mau chóng tràn đầy, chẳng phải nghĩ những thứ này sao? Cái này chúng ta không thể không biết. Nếu như chúng ta muốn vạn sanh, thì tám chữ này phải khắc cốt ghi tâm. Nhớ mãi không quên. Ở mọi lúc mọi nơi, phải nhắc nhở bản thân. hàng ngày chúng ta có bốn tiếng cùng nhau để học tập từ nhắc nhở của bốn tiếng này hy vọng hai mươi tiếng kia đều luôn ghi nhớ phải thật làm thì mới có thể nhận được lợi ích chân thật mãi mãi đừng có rơi vào sanh tử luân hồi Mãi mãi đừng có gây ra oan oan tương báo. Kiếp này là kiếp sau cùng chúng ta ở cái thế giới này. Sau này tái lai sẽ đổi thành thân phận Bồ Tát. Không phải là phàm phu nữa, đây mới là đúng. nếu như các vị muốn hỏi tôi tôi già rồi tám mươi tám tuổi rồi thời à, gian giảng sanh càng lúc càng là... gần tôi ở hồng kông à, này không đi đâu nữa à. duy nhất một tâm nguyện chính là hy vọng có thể có mấy người trẻ tuổi chân thật phát tâm kế thừa tịnh độ tông kế thừa bộ kinh vô lượng thọ này cái pháp môn này đem nó truyền lại truyền đến toàn thế giới tôi chỉ có một nguyện vọng như vậy ngoài ra không cầu gì cả dạng duyên buông xả Không có gì tốt hơn niệm Phật. Tôi hiện tại học tập cùng với lão hòa thượng Hải Hiền. Trong tâm Phật hiệu không để nó gián đoạn. Chỉ một mục tiêu, một phương hướng, cầu sanh thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật. tôi là cả đời không xem báo chí không xem truyền hình không có điện thoại người ta tặng điện thoại cho tôi tôi đều bỏ hết đó là gì vậy đó là ma không phải là thứ tốt làm cho bạn ngày đêm không yên tôi không có bất cứ việc gì chính là phân hưởng với mọi người Kinh Vô Lượng Thọ Một bộ kinh, một câu Phật hiệu Người người đều là người tốt Mọi việc đều là việc tốt Thật buông xả Thật tự tại Đặc biệt, tôi nhận ảnh hưởng sâu sắc đối với cái đĩa của lão hòa thượng hải hiền này cái đĩa này nhờ vào đồ đệ của ngài pháp sư ấn chí đưa đến cho tôi tôi vừa xem liền tường tận vừa xem liền hiểu lão hòa thượng truyền đạt cho tôi cái tin tức gì tôi liền biết được chúng ta đều phải làm chứng chuyển cho đại chúng niệm phật là một tấm gương tốt chỉ có biết ơn thì họ mới biết báo ơn người bây giờ không biết ơn cho nên họ không có biết báo ơn là việc cần phải làm tại vì sao họ không biết ơn vì không có người nói với họ điều trước tiên là ơn cha mẹ không có ai nói với họ con cái và cha mẹ thường đối đầu với nhau không có ai dạy họ học trò và thầy cô thầy cô cho chúng ta pháp thân huệ mạng ơn đức như của cha mẹ không biết báo ơn cho nên sẽ không có thầy cô tốt không biết hiếu kính cha mẹ cho nên cũng sẽ không có cha mẹ tốt cha mẹ không có làm hết trách nhiệm của cha mẹ đứa trẻ từ nhỏ cái gì cũng không có học được nó học cái gì những đứa trẻ thời này mỗi ngày không rời khỏi tivi không rời khỏi mạng internet mạng internet và tivi Về chúng nó những gì Về chúng nó giết cướp dâm vọng bạn tánh chúng nó vốn là hiền lành không có ai dạy chúng nó những thứ mà chúng nó tiếp thu toàn là mặt xấu những gì chúng nó nhìn thấy nghe thấy tiếp xúc được chỉ toàn là mặt xấu chúng nó đều học hết từ nhỏ đã học nên ăn sâu vào đầu khi trưởng thành không dễ dàng sửa đổi nhưng chúng ta tin tưởng nhân tánh vốn thiện lành diễn đàn giáo dục truyền thống ở các nơi của trung hoa đã triển khai đích thực có thể cứu được không ít thanh thiếu niên chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của diễn đàn này mới hiểu được có người sống ở trên đời Cần phải hiếu kính cha mẹ Cần phải tôn trọng thầy cô Phải tôn trọng trưởng bối Đây là đạo lý cơ bản để làm người Đất nước Trung Hoa Mấy ngàn năm trước Tổ tiên nhiều đời Giáo dục đời sau Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức Chúng ta tổng kết bốn môn này Thì là mười hai chữ Mười hai chữ này có thể làm được thì đó chính là thánh hiền quân tử chỉ có biết ơn thì họ mới biết báo ơn người bây giờ không biết ơn cho nên họ không có biết báo ơn là việc cần phải làm tại vì sao họ không biết ơn vì không có người nói với họ điều trước tiên là ơn cha mẹ không có ai nói với họ con cái và cha mẹ thường đối đầu với nhau không có ai dạy họ học trò và thầy cô thầy cô cho chúng ta pháp thân huệ mạng ơn đức như của cha mẹ không biết báo ơn cho nên sẽ không có thầy cô tốt không biết hiếu kính cha mẹ cho nên cũng sẽ không có cha mẹ tốt cha mẹ không có làm hết trách nhiệm của cha mẹ đứa trẻ từ nhỏ cái gì cũng không có học được. Nó học cái gì? Những đứa trẻ thời này mỗi ngày không rời khỏi TV, không rời khỏi mạng internet. Mạng internet và TV về chúng nó những gì? Về chúng nó giết cướp dâm vọng. bạn tánh chúng nó vốn là hiền lành không có ai dạy chúng nó những thứ mà chúng nó tiếp thu toàn là mặt xấu những gì chúng nó nhìn thấy nghe thấy tiếp xúc được chỉ toàn là mặt xấu chúng nó đều học hết từ nhỏ đã học nên ăn sâu vào đầu khi trưởng thành không dễ dàng sửa đổi nhưng chúng ta tin tưởng nhân tánh vốn thiện lành diễn đàn giáo dục truyền thống ở các nơi của trung hoa đã triển khai đích thực có thể cứu được không ít thanh thiếu niên chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của diễn đàn này mới hiểu được có người sống ở trên đời Cần phải hiếu kính cha mẹ Cần phải tôn trọng thầy cô Phải tôn trọng trưởng bối Đây là đạo lý cơ bản để làm người Đất nước Trung Hoa Mấy ngàn năm trước Tổ tiên nhiều đời giáo dục đời sau ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức chúng ta tổng kết bốn môn này thì là mười hai chữ mười hai chữ này có thể làm được Thì đó chính là Thánh Hiền Quân Tử. Ngày nay mọi người tu đạo gì? Tu Tham sân Si Mạng Y, năm đạo này. Nghiên cứu cách tham thế nào, làm thế nào tham tài được nhiều, mới có thể mau chóng, tràn đầy, chẳng phải nghĩ những thứ này sao? cái này chúng ta không thể không biết nếu như chúng ta muốn vạn xanh thì tám chữ này phải khắc cốt ghi tâm nhớ mãi không quên ở mọi lúc mọi nơi phải nhắc nhở bản thân hàng ngày chúng ta có bốn tiếng cùng nhau để học tập sự nhắc nhở của bốn tiếng này hy vọng hai mươi tiếng kia đều luôn ghi nhớ phải thật làm thì mới có thể nhận được lợi ích chân thật mãi mãi đừng có rơi vào sanh tử luân hồi Mãi mãi đừng có gây ra oan oan tương báo. Kiếp này là kiếp sau cùng chúng ta ở cái thế giới này. Sau này tái lai sẽ đổi thành thân phận Bồ Tát. Không phải là phàm phu nữa, đây mới là đúng. Nếu như các vị muốn hỏi tôi, tôi già rồi, 88 tuổi rồi. Thời à, gian giảng sanh càng lúc là... càng gần. Tôi ở Hồng Kông à, này không đi đâu nữa. Duy à, nhất sẽ... một tâm nguyện chính là hy vọng có thể có mấy người trẻ tuổi chân thật phát tâm kế thừa tịnh độ tông kế thừa bộ kinh vô lượng thọ này cái pháp môn này đem nó truyền lại truyền đến toàn thế giới tôi chỉ có một nguyện vọng như vậy ngoài ra không cầu gì cả dạng duyên buông xả Không có gì tốt hơn niệm Phật. Tôi hiện tại học tập cùng với Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Trong tâm Phật hiệu, không để nó gián đoạn. Chỉ một mục tiêu, một phương hướng, cầu sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. tôi là cả đời không xem báo chí không xem truyền hình không có điện thoại người ta tặng điện thoại cho tôi tôi đều bỏ hết đó là gì vậy đó là ma không phải là thứ tốt làm cho bạn ngày đêm không yên tôi không có bất cứ việc gì chính là phân hưởng với mọi người Kinh Vô Lượng Thọ Một bộ kinh, một câu Phật hiệu Người người đều là người tốt Mọi việc đều là việc tốt Thật buông xả Thật tự tại Đặc biệt, tôi nhận ảnh hưởng sâu sắc đối với cái đĩa của lão hòa thượng hải hiện này cái đĩa này nhờ vào đồ đệ của ngài pháp sư ấn chí đưa đến cho tôi tôi vừa xem liền tường tận vừa xem liền hiểu lão hòa thượng truyền đạt cho tôi cái tin tức gì tôi liền biết được chúng ta đều phải làm chứng chuyển cho đại chúng niệm phật là một tấm gương tốt tôi là cả đời không xem báo chí không xem truyền hình không có điện thoại người ta tặng điện thoại cho tôi tôi đều bỏ hết đó là gì vậy đó là ma không phải là thứ tốt làm ừ. cho bạn ngày đêm không yên